Hello anh em, chào mừng em đã trở lại với Zero One Zero của Thành Kinh Mây. Rất vui được gặp nhau với những clip. Thì hiện tại mình đang có mặt tại web game, tiếp tục là web game nha anh em. Thì nói chung là mấy ngày hình như là tuần trước hay sau đó thì mình có quay một vài clip ở bên web game, nói chung là Vua Hải Tặc, game One Piece đánh theo lượt nha anh em. Đó là đại chiến tân thế giới, web đại chiến tân thế giới nha anh em. Thì mình đã test được một số con tướng mà web này vừa mới ra mắt, kể đến ví dụ như là con Yamato, rồi con Dragon. Đây, Dragon nha anh em, thì mình cũng đã có test rồi cho anh em xem. Skill nói chung là bay bay, giật điện các kiểu, khá là buồn cười. Tiếp theo nữa là mình test được Yamato cho anh em này. Đấy, Yamato con gái Kaido nha anh em. Skill có vẻ nó hơi kiểu cứng cứng một xíu. Rồi, và hôm nay thì tiếp tục là mình mượn được một con nick bên server 3. Và đó là con mới ra luôn, có vẻ là mới vừa ra hay sao á. Đợt trước mình lướt thì không thấy. Đó là con con Luffy, nhưng mà Luffy gọi là Luffy gì đấy ta? Vãi nồi đấm kìa. Ui, đấm kìa anh em. Ghê thiệt chứ. Ôi, đấm là bá cháy luôn. Con này tên là Luffy gì đây nè. À, Luffy này gọi là Luffy như kiểu là Snake Man anh em, nhưng mà kiểu mình thấy nó khá là đô con. Cái này con này thì như mình nói, những cái con tướng này thì nó khá giống với bên game Legend of Sea. Và con này thì nó kiểu như là tên của nó là Mon, gọi là dạng King Man đó anh em, King Man chứ không phải là Snake Man nha anh em, gọi là dạng King Man. Rồi, thì con này vừa mới ra mắt thì hôm nay mình mượn được một con đích, đã có con tướng này mình sẽ test cho anh em xem nha. Đây mình sẽ vô dàn tướng cho anh em xem nè. Đằng này cũng có cả Dragon luôn này. Đằng này có cả Dragon nha anh em, với lại con King Man nè. Đây, đúng chính xác luôn, tên của nó là Luffy King Man S nha anh em. Có nghĩa là Luffy King King Man Sura. Còn lúc mà anh em mới lấy thì nó chỉ là King Man thôi. King Man thì ở dạng thường, còn dạng Sura thì nó thêm chữ S. Đấy. Còn nếu mà Sura lên bậc 2 nữa thì sẽ gọi là S2. Đấy. Rồi. Thì về hình ảnh thì nói chung là cũng khá là sắc nét, cũng khá là đẹp, nói chung là chuẩn chỉnh. Trái Gomu Gomu kiểu gì nè anh em ơi. Trái Gomu Gomu nó là lên kiểu gọi là thức tỉnh hay là ghê gớm gì đây nè, mà nó nhấp nháy luôn nè. Nói chung là khá là đẹp nha. Game này được cái làm cái giác quỷ rất là đẹp và cũng như kiểu chuẩn chỉnh ấy. Ví dụ như của Luffy Gomu Gomu thì làm hình dạng y chang luôn nè. Hoặc là của Dragon thì cũng chưa biết có ăn trái hay không, cho nên là chưa có trái là hợp lý. Sabo thì trái Mera Mera vãi nó. Mình vừa mới khen xong. là đúng chuẩn chỉnh trái mà vô giờ trái Mera Mera như vậy là thấy không ổn rồi anh em ơi. Hơi toang. Còn đây là trái OP OP. Trái này thì hình như mình nhớ không nhầm, ở trong phim hình như nó cũng không có phải hình dạng vậy đâu. Rồi, bỏ đi. Nói chung là không quan tâm lắm về mấy vấn đề này. Hôm nay chúng mình chủ yếu là test skill nha. Rồi, như thường lệ thì chúc anh em một ngày vui vẻ, và xem clip nhớ like, subscribe để kênh ủng hộ cho mình. Bạn nào chưa like, chưa subscribe thì nhớ like, subscribe. Và nếu mà anh em muốn trải nghiệm cũng như chơi cái web này thì anh em có thể truy cập vào đường link mình để phần mô tả nha. Link game mình sẽ để phần mô tả. Ý, hình dạng của mấy con, hình ảnh của mấy con nhân vật mình nhìn nó hơi ngố ngố anh em ơi. Anh em nhìn Marco này. Đây nè, nhìn khá là buồn cười. Jinbe nè, nhìn kiểu người nó bóng bóng làm sao á. Ý như kiểu là mới đắp mặt nạ, là mới trét cái chất gì lên người. Đây, Ivan này. Rồi bố già của chúng ta gì đâu mà nhìn buồn cười vãi. Ui, bố già uống rượu xong bố già bóp nát cái bình rượu luôn. Rồi không biết ở đâu có sẵn những cái bình rượu khác nữa. Bó tay thiệt. Bố già chơi phung phí quá. Bố già phung phí quá anh em ơi. Về con ạc này thì anh Vinh thấy là có cái con bét cửa khá là xịn sò, đó là con Prometheus. Khi người ta di chuyển thì mặt của nó sẽ kiểu bẩm trợn lên này, nó sẽ cay cú lên. Còn nếu mà dừng lại một chỗ thì nó sẽ cười tươi cười. Kiểu chúng ta bắt nó di chuyển hay sao, nó mỏi chân hay sao á. Ôi, ngọn lửa nó đúng đẹp luôn anh em ơi. Mình sẽ cho bét cho anh em xem nha. Con bét chính là con giật lông Anacalagon. Con này thì ở trong phim thì mình cũng chưa thấy nó xuất hiện lần nào. Con Cerberus này thì trong phim cũng có, One Piece cũng có, nhưng mà dạng ở Silverback thì nó nhìn nó tớ téo chứ nó đấu được như vậy đâu. Tiếp theo là về bét phụ. Bét phụ thì nằm ở chỗ này, không xem được. Mình sẽ cho bét cưỡi ha. Đây bét cưỡi nè anh em. Bét cưỡi là có con Prometheus nè. Rồi con kỳ lân nữa, nói chung là game này cũng nhiều con bét cưỡi khá là xịn sò nha anh em. Rồi ok, bây giờ thì mình chắc là mình test luôn ngay cho anh em xem con Luffy King Man nha. Còn tự coi về skill này nó như thế nào. Mặc dù thì clip trước mình cũng có lướt sơ rồi, nhưng mà nay mình sẽ test tiếp cho anh em xem. Đầu tiên thì mình sẽ test phó bản trước đi. Kiếm phó bản nào châu châu coi. Wadasumi hả? Ui, phó bản này hồi xưa từng một thời gian trong quá khứ mình chơi cái game này là bị cái con này hành này anh em. Bị con này hành sắp mặt luôn. Nói chung là một thời gian dài mới qua được nó, mới vượt qua được nó. Bây giờ mình sẽ đánh thử cái map này nha anh em, coi tụi coi có test được skill hay không. Rồi xong luôn, một hit chết tươi luôn anh em ơi, một hit chết tươi luôn rồi, không ổn rồi.
Mình phải chuyển sang trận hình khác nha anh em ơi. Trận hình này đi. Trận hình này chọn thằng một mình thằng Kingman vô thôi. Đấy, để mình test thằng Kingman cho anh em xem. Rồi vô lại nào. Đấy, đánh thường nha anh em, đánh thường là Luffy sẽ chuyển sang dạng gọi là những cái cánh tay sẽ gọi là sao ta? Nói chung là như kiểu cái ống á. Đây 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 đấy, nó mỗi bên nó sẽ có ba cái ống, và trong cái ống đó thì những cú đấm mà trong cú ống nó sẽ tuôn ra. Nói chung là cái này trong phim anh em xem thì anh em cũng hiểu sơ rồi, tại vì cái như người đây là trái quỷ cao su anh em, cho nên là kiểu như thế này. Và bên đối phương thì sẽ có rất là nhiều cú đấm tung ra như thế này trên trời lao xuống đấy. Cái chiêu này ở bên Legend of Sea thì nó không phải như vậy, thành ra là game đã cải tiến và cũng như cải tiến và làm cho con Luffy này có những cái skill mới cũng khá là ok đấy anh em ơi. Được, xịn sò. Bây giờ về skill nọ thì sao ta? Tại vì Luffy này mới vô nó chưa có nọ. Ok, skill nọ thì sao nhỉ? 75 nọ, như vậy là cơ bản là nó sẽ được 50 nọ đúng không? Rồi ok. Có nghĩa là bây giờ mình cần mang thêm hai búp nữa để cho nó có nọ cho anh em. Thì mình sẽ mang 1, 2, 3. Ủa, đây hiện tại nó có một con cây da thôi. Mình sẽ đi tới chỗ con Mirella để mình lấy thêm tướng búp nọ nha anh em. Đây, vô hội quán nè. Có khá là nhiều tướng búp nọ đây. Có cả Doflamingo nè anh em. Nhưng mà Doflamingo thì skill nó cũng cùi bắp à. Rayleigh này. Rồi, con Mirella búp nọ cho nên mình sẽ bắt nó về nha. Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang cái trận hình này thử coi. Cho nhân vật chính ở đây. Dragon ra đây. Cho mình Kingman vô đây. Ví dụ nằm ở chỗ này thì... con này búp là 25, thêm con cây da búp nữa là đủ 100 nha anh em. Nhưng mà sợ nhân vật chính này, mình sợ nhân vật chính thôi. Ok, giờ thì mình sẽ để dày. Dày được không ta? Hợp lý. Con cây da búp là 50 là đổi lên 75. Con Mirella búp cái lượng 100, sau đó tới Luffy Kidman. Rồi, hợp lý luôn anh em ơi. Xịn xò. Rồi, chúng ta sẽ vào phó bản cũ nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chiêu nọ của Luffy Kidman. Mới vô là có 50 nọ đúng không? Rồi, ui, sao giờ có 100 nọ luôn này. Rồi, đây là thanh niên Caribor. Còn đây là nọ của Luffy. Phải đòi thật. Ui rồi, hai cái tay kìa anh em ơi. Hai tay siêu khổng lồ luôn. Không biết chiêu đó gọi là chiêu gì ta? Snack chiêu mãng xà hả? Gọi là chiêu mãng xà hả ta? Hay là hổ mang gì đó đúng không? Phải cái chiêu đánh với Katakuri không ta? Chắc không phải rồi. Chiêu này là hai bàn tay giọng xuống khá là khổng lồ luôn anh em ơi. Không hiểu sao có thể có cái tay to như vậy nữa. Cái này ở bên đang bên truyện đang đánh nhau với Kaido là Luffy lên thức tỉnh giác quỷ rồi cũng nhưng mà nó mất cái khúc chân rồi ta. Như kiểu là cái chân nó trở thành tên lửa anh em, ảo thiệt chứ. Nói chung là bên truyện thì đang đánh nhau với Kaido và Luffy cũng đang có một cái chiêu cú đấm rất là to, chắc là to hơn giày luôn, tại vì rất là to mà anh em, to hơn rồng Kaido luôn mà. Đây anh em nhìn lại skill nọ này. Nhưng em thấy là cái chân của Luffy nó bị gọi là như kiểu bị biến thành tinh lửa ấy. Đấy, cho nên là cái chân bị mất tiêu luôn rồi này. Đấy, mất cái khúc chân luôn. Sau đó là chiêu nọ. Rồi, ok. Đó là skill thường và skill nọ của Luffy Kingman. Nói chung thì game này thì bảy cái là tướng thì có hai skill duy nhất thôi, là một skill thường với một skill nọ. Đấy, chỉ đơn giản là vậy thôi. Còn nếu mà muốn có nhiều skill hơn thì bó tay rồi. Phải lên mấy cái dạng khác hoặc là test tướng khác thôi. Chứ mỗi con tướng thì chỉ có hai skill thôi nha anh em. Bây giờ thì mình sẽ mang Dragon vô để mình test lại cho những anh em nào chưa xem clip trước nha. Rồi, mang con Dragon vô luôn nè. Cho anh em xem skill nổ của Dragon. Yamato thì skill mặc dù là trái sói nhưng mà... Vậy là Dragon này không đủ nổ à. Oh my god. Mới vô Dragon được 25 nổ thôi. 50, 75, 100. Như vậy là phải thêm một búp nổ mới đủ nổ. Nếu mà muốn đủ nổ thì phải như vậy. Đây là đánh thường nha anh em, đánh thường của Dragon. Kiểu dạng chiêu giật điện TT chết từ từ. Nhưng mà chính không biết có mạnh không đây. Nếu mà nhân vật chính mạnh thì cũng hơi toan. Chém cái chết luôn lại khổ. Nhưng mà chính chắc cũng mạnh rồi. Ok, vậy là hơi khó rồi. Đấy, bây giờ thì mình sẽ lắp lại trận hình cũ đi. Chúng ta sẽ vào đấu trường đi ha, đánh cho nó khỏe. Bây giờ mình sẽ vào xếp hạng để coi thử ặc này sao. Ặc này hiện tại là top 1 đẳng cấp nè. Đấu trường cũng top 1 luôn. Quay như vậy là bây giờ đánh với bạn top 2 không biết là có được xem skill này nọ không ta. Bạn top 2 tên là bạn Naraka nha anh em. Thì mình sẽ đánh thử với bạn top 2. Bổ sung một lần tiêu 10 vàng. Cái này là do bạn chủ ạc đã đánh hết lần rồi nè. Mỗi ngày thì sẽ có 20 lượt đánh mà thanh niên chủ ạc đánh hết luôn à. Ghê vậy. Không thiết là chậm đấy. Rồi bây giờ mình sẽ thu mua một lượt nha. Để mình đánh chờ thử cho anh em xem.
Bên kia có Yamato anh em ơi. Wow, Yamato với Rayleigh sao bộ trâu nè. Đây là skill thường. Đấy. Vô tình là test luôn cả được skill thường luôn anh em thấy không? Hổ láo nè. Ui sao đấm không trúng được Rayleigh với kia ta? Hay là do thanh niên đã chết rồi? Đâu có còn 11 triệu máu này. Chưa chết mà. Chưa biết là Rayleigh. Đây là skill phản đòn, cũng được thêm một ít đam. Rayleigh còn sống đúng không ta? Đúng rồi, còn sống kìa. Sao chết được? Ui. Đây là skill của Dragon. Ui, có cả cái đòn kích phía sau là cái kia tia sét bằng vàng nữa nha anh em. Ui, có cái chiêu gì giống ẩn thân chi thuật vậy? Ok, có nọ rồi, có nọ rồi. Chúng ta cùng xem coi liệu có giết được hai người này không. Chiêu này xàm thiệt chứ anh em. Nhưng mà cái bàn tay vãi nồi giống cái chết tươi luôn này. Ok, để mình coi bạn top 2 coi. Bạn top 2 này lực chiến là 12 triệu nha anh em. Còn admin là 27 triệu. Lực chiến cũng hơi chênh lệch, thành ra thua thì cũng hợp lý rồi đó. Ok, thì đó là skill của Luffy Kingman Dragon. Nói chung là hôm nay chủ yếu là test con Luffy. Rồi xem cái biểu tượng Sura này thử coi. Super Gear Second nha anh em. Vãi nồi vậy, cái gì mà Second ở đây anh em? Second là số 2 đúng không? Vãi cả Super Gear 2 á. Nhanh nhẹn, thiên phú thì chưa thiên phú. Ok. Rồi, chưa mở hết nha anh em, tại mới có nâng lên cấp 4 thôi. Cái này phải mát là cấp 10. Rồi, giờ mình vô chọn đại chiến vượt ải này thử coi. Trong đây có nhiều cái vui lắm nè anh em. Chúng ta chọn tướng ta đánh khá là vui. Mình sẽ đánh ở ải 39 này cho anh em xem. Ải này là chúng ta được chọn thêm nhiều tướng khác nữa, cho nên là mình sẽ vô đây mình đánh để mình test skill các con tướng khác cho anh em xem nha. Trong đây thì mình nhớ không nhầm, bên web mình chơi xưa là có con lon là Jessica khá là ngon, nhưng mà không biết là bên đây nó có được Jessica không. Thì bây giờ mình sẽ mang nó vô để Jessica thử nha. Mình sẽ đặt ở đây cho an toàn, tại vì con này nó có khả năng khiến cho mình bị CC khống chế, cho nên mình sẽ đặt ở đây nha anh em. Và tất nhiên là mình sẽ đặt trước luôn cho nó chích Sike khống chế trước luôn. Đặt Usopp ở đây, Usopp trong này đam cũng rất là to. Cây da thì sẽ đảm nhiệm việc búp nổ, cho nên mình sẽ cho hai búp nổ dưới đây búp cho mình luôn nè. Dưới đây một thằng nữa thì mình sẽ chọn là ai đi. Ai này là ai donut nè anh em, ai mà bị phải ai không ta? À đúng rồi, ai này là bị sư tử ở Mario Hot nè. Ok. Vô đánh cho anh em xem nha. Đấy, nó sẽ chích Sike thế này. Ôi, chích được hai đứa, ngon. Đấy, thằng lo này trong đây ngon lắm nha anh em. Chích Sike khiến cho đối phương bị tê liệt và không thể hành động, cũng khá là ok. Đấy, thấy chưa anh em, bị CC liền thấy không? Mà đang lo bên kia là có khả năng bị CC liền. Chích Sike. Ôi, sao đứa thứ hai đè hai này nó chích thế nhở? Chích thằng kia là ngon rồi, thằng kia nó ngay khống chế. Rồi có nội này, có nội nè. Rum nha anh em, nội là sẽ là rum. Xong rồi. Rum. Quá ngon, giết được một em. Usopp kia có nội bắn cái nó chết ba đứa luôn quá. Mày hả con? Ủa, đánh thường hả ta? Bị dính cái chiêu gì á? Không thể dùng kỹ năng nội anh em ơi. Ai cũng có nội nè. Mà hình như là là sai rồi. Hidaruma, vãi nồi thật. Hidaruma hả? Sao nghe giống Dunaruma vậy? Vãi nồi. Rồi thấy chưa anh em, win rất là dễ nếu mà có lo Sike. Trận này thì có chấm hỏi, tức là đối phương chúng ta nó không có hiện thị nè anh em, hơi đen, cho nên chúng ta không biết được đội hình của người ta. Thì mình sẽ đặt con Robin ra trước. Robin trong đây thì nó khả năng gây choáng 100%, cũng khá là ok, sát thương hình như là 3-4 lần gì đó. Mình sẽ ban thêm con Fukabushi để gây mê hoặc. Con này thì có khả năng gây mê hoặc. Grindy thì búp nổ được. Có cả Usopp thì mình sẽ mang thêm Usopp đi ha. Mình sẽ Usopp hỗ trợ cho Robin đi. Thằng Dawson này cũng có khả năng đánh hàng ngang và gây choáng nè. Tem này thiếu búp nổ quá, cho nên chắc là mình sẽ bổ sung thêm một con búp nổ nha anh em, là con Grindy. Lucy cũng ngon, nhưng mà tem thì tại đây không có búp nổ, cho nên là hơi khó. Cho Grindy ra sau đi. Ổn chưa ta, đánh thử nha anh em. Chưa biết ổn hay không nhưng mà cứ đánh thử cái nè. Đấy, choáng là 100% nha anh em. Vãi nồi, bên đây không choáng à. Rồi xong luôn anh em ơi. Con Robin bên đây nó không choáng rồi anh em ơi, toàn rồi. Robin bên web xưa mình chơi là choáng 100%. Chắc chắn với anh em là cứ đứng trước mặt nó là đảm bảo sẽ không được chơi game. Choáng 100% mà. Chặn đòn, có chặn đòn luôn. Nhưng mà bên đây xong có choáng ta ảo nhờ. Ồ, bên đây Robin bị nép hay sao anh em ơi. Vì em quá đẹp cho nên em bị nép. Rồi mình bị chết một đứa rồi, sắp chết đứa thứ hai luôn rồi nè. Xong luôn anh em ơi, trận hình này hơi toan. Trời ơi, nó đá cho sắp mặt luôn. Dính cái đốt cháy nữa thì thôi rồi luôn. Chị em đào quá nhờ, tự chết luôn rồi đó. Ui, chưa chết đây. Mày hả con, đè đầu cưỡi cổ. Skill đẹp gì một giọt. Cái định mệnh ghê vậy, thôi trận này thua rồi anh em ơi. Mình sẽ làm mới để kiếm thêm lần làm mới miễn phí, còn lại không. Phải nồi, cái gì vậy.
Ghê vậy. Nói chung là bạn du học bạn ấy si chăm 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 con ạc kỹ quá anh em ơi, cái gì cũng hết lường hết trơn, cho nên thôi mình không muốn không 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 đi nữa được rồi. Về cái quà nạp thì bạn ấy cũng đã nạp vào để lấy tới tận móc gần cuối cùng rồi nè, bây giờ còn cái hộp cuối cùng là chưa lấy thôi, móc cuối cùng là sẽ lấy được Kaido nha anh em. Cái này không biết là nạp thêm bao nhiêu nữa đây thì mình cũng chả biết nữa, nhưng mà sẽ có được Kaido. Khi nào bạn ấy lấy được Kaido thì chắc là mình sẽ mượn lại mình test tiếp. Ok nha anh em. Mình khá là ấn tượng con Prometheus bên đây, hình ảnh khá là đẹp, sắc nét các kiểu. Ok. Game này thì bản gốc của nó thì hồi xưa mình chơi mình quay clip xuyên suốt hồi xưa đó là web bên 568 nha anh em. Nhưng mà nói chung thì web đó là web thường cho nên thì nó không có ưu đãi nhiều. Thành ra thì những cái web lậu kiểu lậu lậu như thế này đây thì nó sẽ ưu đãi chúng ta rất là nhiều vàng, chúng ta cày sẽ dễ hơn. Cái tốc độ cày nó sẽ nhanh hơn. Ví dụ như bên kia anh em cày 10 ngày mới được level bao nhiêu đó đi, thì bên đây mình nghĩ chắc là khoảng tầm 1-2 ngày. Nó như là kiểu nó giúp cho em tăng tốc thời gian chơi, nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều nha anh em. Rồi thì chắc là clip của mình đến đây thôi, cũng không có tướng gì nhiều cho nên chủ yếu test đơn giản này thôi. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip mình nha, nhớ like subscribe để đầy đủ ủng hộ cho mình. Hẹn gặp lại anh em vào những clip sau, khi nào mà có tướng mới này thì mình sẽ test và mình sẽ để link web bên dưới nha, Đại Chiến Tân Thế Giới. Web này là Đại Chiến Tân Thế Giới, một web game bu hải tặc cũng khá là ok và khá là xịn sò khi mà ra mắt được nhiều con tướng khá là lạ và khá là dị đó anh em. À, mình sẽ để link dưới phần mô tả nha anh em. Game này thì chơi mặc định là trên PC, có thể tải Silent về chơi cho nó tiện, đợi phải vô web là cái thứ nhất. Cái thứ hai là anh em chơi điện thoại thì có thể tải file APK về nha, chơi điện thoại thì vẫn được nha anh em. Rồi bye bye anh em, chúc em một ngày vui vẻ. Yes.